đâu có lên cho xe của Thương đi. Xin chào cả nhà đang xem trên kênh YouTube Chuyện Đời Vlog. Hôm nay em đi chạy xe trên đường thì vô tình cũng thấy kẹt xe trên đường ngay đầu đường cao tốc cả nhà. Thì hôm nay sẵn tiện thì em ghé em hỗ trợ phân luồng giao thông để cũng như là thứ nhất là hỗ trợ cho xe cứu thương để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện nhanh chóng và kịp thời để cứu chữa bệnh nhân. Thì mình không biết cái bệnh nặng hay bệnh nhẹ, nhưng xe cứu thương thì mình sẽ được quyền ưu tiên để mình hỗ trợ, để mình giúp cho, thứ nhất là mình giúp cho bệnh nhân, thứ hai là mình làm giúp cho bác tài đỡ áp lực cái vấn đề là chạy chuyển cấp cứu bệnh nhân cả nhà. Thì trong cái trường hợp này nên em hiểu là em đã từng là tài xế lái xe cứu thương, thì nói chung là em cũng từng được lên báo chí này kia cũng rất là nhiều nó, thì em cũng hiểu được cái cảm giác của những anh em đang chạy và tham gia giao thông khi đang làm nhiệm vụ cứu người. Thì sẵn cái đường cao tốc này thì nó hay kẹt xe, thì cũng em lúc trước thì em cũng có từng làm xe làm bên lực lượng thanh niên xung phong điều tiết giao thông, thì em cũng hiểu được cái cách điều tiết. Thì em đã chạy lên phía trên rồi em cho hai xe, hai làn xe tấp vào hai làn bên, một bên trái một bên phải, thì hai bên nó chừa cái khoảng trống chính giữa để cho xe cứu thương nó thuận tiện chạy lưu thông và nhanh chóng an toàn hơn. Thì nói chung là em cũng thấy cái tình huống này nó hơi nó kẹt xe nó này nọ, thì em cũng muốn hỗ trợ để giúp đỡ cho bệnh nhân và tài xế. Thì nói chung là em có làm những cái gì nó không được hay thì mong cả nhà mình xem được cái video, hãy góp ý kiến và hãy cho em ý kiến để em biết, để em làm thêm những cái khắc phục lại những cái video để tốt hơn. Mong cả nhà mình xem và đừng quên ủng hộ kênh YouTube của em nha cả nhà ơi. Kênh YouTube em cũng sắp sửa đủ cái số người đăng ký, thì rất mong cô chú anh chị mình có xem được cái video clip này, thì hãy ủng hộ cho em bằng cách là bấm nút đăng ký và chia sẻ để cho em có cái động lực để em làm tiếp theo. Thì nói chung á, là những cái lượt đăng ký của cô chú anh chị mình á là cái lượt ủng hộ tinh thần quý giá để em có cái động lực để em làm những cái video được tốt hơn. Và nói chung là anh cô chú anh chị mình có đăng ký được cái video của em là cô chú anh chị mình cũng đang là góp phần để làm những cái hình ảnh đẹp, thì mong cô chú anh chị mình xem và hãy chia sẻ và ủng hộ em nha. Thì xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều.
đông hay sao? Đông quá,